Và bây giờ đã chuyển sang một cái xe to hơn rồi. Thấy chưa? Ủa bà bên của bí to thế. Đây. Hỏi nên nghe mẹ bảo này. Ôi, mẹ thì lấy nhiều thế. Cái gì ấy? Phở gà. Phở bò, phở gà. Rồi, Hải Ninh chuyển cả cái này sang đấy. Ờ, bây giờ ra gà con lấy rồi. Con lấy hai con gà rồi đây. Đi đi, có ơi, đi ra lấy gà nhanh. Có ơi đi. Ra mua rau đi. Đi rồi. Đi rồi, đi rồi. À đây, con có mì 90 đây. Con có mì 90 đây. Hà Ninh lấy cho bà một gói con có mì 90. Đấy chưa? Đi. Cô có mì đấy nhà mình mà. Uầy, kinh chưa? Ấy, đi. Đi rồi. Hả? Anh lại lấy thêm gói lậu nữa, gói anh. Đấu ăn nữa, hai gói đi. Đi. Nhanh. Úi dồi bà kìa. Nhanh chưa? Đi bây giờ ta mua rau củ quả nhanh lên. Hãy nhanh đi nhanh. Bây giờ chúng ta phải tiến công nhanh đến việc mua rau củ quả. Đây là cảng cá các bạn ạ. Em ơi mua thử cá nhỏ kho ấy. Cá nhỏ kia kìa. Ờ, không cá, cá khô á. Đây là mực à? Đâu cá khô đâu. Ở trước kia kìa. Cá. Cá khô đằng kia kìa. Đi. À đúng rồi, đùi một cái đi đang mất á. Đi ra cho cá khô thì mang làm gì nhiều thế, bảo đấy ít thôi còn. Đây đằng này. Đấy, đây là khu cá khô này, cá đây cá trứng đấy. Kia kìa, mua cá kia kìa. À, hình như cái đồ này nó ăn sẵn đấy sao ấy. Đồ này đồ ăn là chín rồi, mình mua đồ sống này nó xào rồi. Đây này, cá này. Đấy không? Cá trứng đấy, cá này đắt lắm. Hàng chất lượng cao này, nhìn chưa, hàng chất lượng cao đấy. Ừ. Thì ấy, chả. Chả cá. Ở đâu mất một xe của mình nữa nhở? Hà Ninh ơi. Ờ xe mình đó. Vẫn bỏ đi rồi. Không, một cái xe mà chở đây. Đây. Không, còn một cái xe mì tôm nữa. Ba đầy rồi. Đi. Chả cá đây không ngon con ạ. Mọi người đang tranh thủ cố gắng mua nhiều nhiều đồ một tí con ạ. Cái gì đấy có? Nạp sườn không ngon đâu. Hồng tôm, có cả con tôm ở trong. Ôi, có bè bè này. Có cả bè bè và tôm ở trong này. Chả tôm bè bè. Chả tôm có cả bè bè ở trong. Cá lục một lần. To đấy.
Ôi, một túi bè bè này. Đúng như đằng kia túi này cắm quả đấy hả? Hả? Cái này cắm quả dứa. Cắm giò thơm. Bữa kia có mạch tuộc ấy. Được ở đâu? Đấy. Đi xem mạch tuộc các bạn ơi. Mạch tuộc chết rồi. Đấy là mực chứ. Mực. Hến này. Cá này. Cá chì vàng trước kia đấy. Cá chì vàng trước kia kìa. Một đống cá chì vàng. Đây cá chì vàng tươi mà. Một tươi về kho chứ. Ở kia là khô. Ờ. Ôi, bố ơi, có ai ra mua rau đi. Mẹ thấy mua cái gì kia? Mua cái gì đây? Thịt à? Cái gì đấy? Cái này là cái gì? Cá bao xa anh ạ. À cá. Cá thịt lép thì nó lọc hết rồi. Ờ. Thịt không. Này nó nhiều quá rồi. Một con tô hùm nó bọc đây này. Cá này là chỉ có thịt không có gì luôn á. Chưa cá gì kìa, cá nục rồi. Các bạn ơi, một con mực à. Một con à. Sao con tôm này mà đắt thế nhỉ, 116.000 một con này á, bé tí à. Đây là khu bán đùi gà các bạn. Đùi gà tự gắp 78.000 đùi tỏi. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ ra ra hàng gì đây? Thì gà đông lạnh. Thôi mình đi ra. Mẹ chỉ đã mua 3 gói xúc xích liền, kinh chưa? Úi sầu rồi. Lại thêm một gói nữa là 4 gói à. Đổ một gói masan. Xúc xích tí ăn. Thôi vào. Em định mua một cái cây giò, một cân có khi mình mua hay mua ấy, chả tìm thấy nó ở chỗ nào. Ở chỗ ngoài đằng kia. Đấy không phải, giò đằng kia, để bố ra lấy cho. Con biết rồi. Đấy, cái giò xúc xích khổng lồ, mình bảo khổng lồ này. Xúc xích còn lợn nhá. Nhớ chưa? Hải Ninh ơi, mua xúc xích lợn đấy. Hải Ninh ơi, mua xúc xích lợn nhá. Mua còn lợn đấy, đừng mua còn bò à. Hả? Đấy là lợn đấy. Đi. Đi. Rồi bây giờ chúng ta ra quán rau đi. Đi. Hả? Nước ngọt á? Còn muốn mua nước ngọt à? Đi đi. Đấy còn mua đi, còn lấy chai nào lấy một chai. Còn thích muốn nào mua đi. Đây chúng ta sẽ ra đây lấy cây xúc xích khổng lồ các bạn. Đây 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 đây. Chỗ này chưa là bán xúc xích khổng lồ. Cái này bé thế, lấy lại to vào.